Kính thưa sư, con là nữ, con hay đi các chùa và được duyên gặp gỡ các quý thầy ở chùa, và con cũng có phụ giúp tam bảo và phụng sự thêm các việc của thầy hoặc sư cô. Nhưng con không biết thân nữ khi đi chùa gặp các quý thầy cô như vậy có phạm giới hay vô tình gây ra ác nghiệp gì với các thầy cô đang tu hành không? Và khi con làm phục vụ cho các quý thầy cô có cần giữ các giới gì không? Hoặc cụ thể hơn là quý thầy có thọ giới gì không, nhưng khi làm việc như vậy con thấy quý thầy hoan hỷ với các bạn nam hơn các bạn nữ tuy cùng làm cùng việc. Xin sư giảng giải đáp giúp con về các giới. Câu hỏi có gì không đúng mong sư hoan hỷ bỏ qua. Về những cái lưu ý của người nữ khi mà đến chùa, thứ nhất là quý vị nhớ là gọi là nam nữ là thọ thọ bất tương thân, đại loại như vậy. Khi mà quý vị đến chùa thì không có được chạm vào ông sư trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp là mình đụng trực tiếp, gián tiếp là như thế này. Ông sư khiêng, ví dụ như khiêng bao gạo một đầu, mình khiêng đầu kia là không được. Tức là không cùng nhau chạm vào một vật. Tốt nhất là mình giữ giữ cái khoảng cách như vậy. Nếu như mà cùng khiêng cũng được thôi, nhưng mà khiêng xong rồi ông sư về phải sám hối, tại vì cái đó là phạm giới. Cho nên là mình phải, cho nên chính bởi vì như vậy đó, các sư thì thích người nam hơn, tại vì người nam thì mình thoải mái hơn. Nữa với người nữ thì cái vấn đề của vị sư thì vị đó phải thu thúc các căn chứ. Mình đừng có nói mình thoải mái, cái chuyện mình thoải mái là chuyện của mình, còn vị sư là phải thu thúc các căn, đặc biệt gặp người khác giới, đặc biệt phải thu thúc các căn. Chính bởi vì như vậy thì vị sư sẽ, quý vị sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi gọi là hơi hơi gò bó hơn là gặp người nam. Người nam gặp thì nó rất là thoải mái. Rồi người nữ thì tránh đi một mình gặp vị sư, tức là khi mà mình gặp sư hoặc gặp một vị thầy thì mình nên đi phải có người thứ ba đó, tránh cái chuyện mình đi một mình. Đặc biệt là mình không có đứng nói chuyện ở cái chỗ khuất. Sư thấy có vị, nói chung là mặc đồ lam cạo đầu, sư cũng không biết là thầy hay là cư sĩ hay sa di thì sư không biết đó. Rồi đưa tới nhà Phật tử rồi ngồi nói chuyện với cái cô con gái chủ nhà, ngồi trên cầu thang á, nó ngồi hai người ngồi rù rì rủ rỉ á, nhìn nó không có đúng với giới luật đó, thì mình nên tránh những cái đó. Rồi khi mà quý vị đến, cái này là chung luôn cho cả nam lẫn nữ, đó là mình tránh cái chuyện mình quen miệng rồi mình sai nha, rồi mình sai bảo sai biểu nhờ nhờ làm cái này nhờ làm cái kia, mình nên tránh. Tại vì ở trong chú giải Pháp Cú có nhắc đến câu chuyện là cái cô gọi là đệ nhất pháp sư mật nữ cư sĩ, cổ là bị cái mang cái thân là thân ở đợ đầy tớ, thân nô lệ. Cái lý do là cổ trong cái kiếp quá khứ cổ từng là công chúa, mà bạn của cổ là một vị tỳ kheo ni mà đã chứng quả thánh rồi. Thì khi mà người bạn mình tới thì cổ ngồi nói chuyện, họ có thói quen chỉ nhờ thôi, bạn cầm giùm tôi cái giỏ sách, chỉ nói cái đó thôi. Nó không, mình nghĩ là rất đơn giản đúng không, mà vị thánh ni ngay lập tức biết mình á, mà mình từ chối á, thì cái cô bạn này cổ sẽ đi địa ngục do cổ nổi sân với một vị thánh, khó chịu. Còn nếu như mình mà mình làm theo á, thì cổ sẽ làm vô số kiếp cổ làm cái thân nô lệ, nhưng mà vị thánh nghĩ thì dù sao thì làm nô lệ thì vẫn hơn đi địa ngục, cho nên là vị thánh ni cầm cái giỏ đưa cho cổ. Và sau này là không bao giờ gặp
cái cô này nữa. Đó. Nói như vậy để mình cần phải có sự cẩn trọng. Không phải là mấy ông sư, mấy ông thầy làm cao, làm giá, làm thấp. Mà cái vấn đề là ở mình, cái gọi là cái giới phẩm của mình, nó giới hạnh của mình nó không có ngang hàng nhau. Cho nên là mình cần phải rất là cẩn trọng. Thì đó là một vài cái lưu ý, thì không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì về vấn đề này hay không? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì cái phần mà lễ nghi á, lễ nghi cái gì nên làm và cái gì không nên làm, mà một mình ở trên vai trò là một người Phật tử nữ, mình đi đến chùa mình phụng sự, mình làm công quả, đúng không? Như quý sư cô như đây là vị này là hỏi là quý sư cô thì nữ nữ nhau thì nó cũng dễ à, nhưng mà ở đây sư phân tích cái cạnh mà giữa Phật tử nữ với quý sư và quý thầy, thì sư cũng hoàn toàn là đức hạnh tại, nghĩa là những nghi thức á, cái gì mình nên làm cái không nên làm, đức hạnh tại phân tích rất là rõ rồi, cho nên sư sẽ không có nói thêm. Quan trọng quý vị á, bản thân quý vị là phải có cái tư duy, có tư duy chân chánh, không rồi mình phải khéo léo nữa, mình khéo léo mình, ví dụ mình không biết gì mình hỏi, quý vị hiểu không ạ? Mình biết không, mình không biết cái gì thì mình có thể mình hỏi, ví dụ mình e dè trong việc đó, mình ngần ngại trong việc đó, mình có cái sự ưu tư, mình có mình đắn đo, rồi đắn đo cái việc đó có nên làm không, cái việc này có nên phụ nên làm không, nên đến cốc nên phụ vị sư đó không, hay nên cốc vị sư đó không, vị thầy đó không, mình có quyền hỏi mà, hiểu không? Mình hỏi mà, mình hỏi bạn đạo của mình, hay thậm chí mình hỏi trực tiếp luôn, để mình hiểu rõ hơn cái điều nào nào không biết thì mình nên hỏi cho nó chắc chắn, đúng không? Ở đây á thì sư bộ xin bổ sung thêm đây, đức hạnh tại trả lời khá đầy đủ, rất là đầy đủ rồi. Sư xin bộ xin nhấn mạnh điểm này để cho cái vị mà hỏi câu hỏi này hiểu rõ, là tại vì sư thấy ở đây có một cái điểm này nè, có thể là cái vị này có thể hiểu lầm, có thể hiểu lầm nha, là nhưng khi làm việc như vậy con thấy quý thầy hoan hỷ với các bạn nam hơn các bạn nữ tuy làm cùng việc à. Cái này có thể là cái vị đang hiểu lầm, không phải đâu, không, mình không thể là mình nghĩ là quý thầy hoan hỷ hơn bạn nam hơn người nữ đâu. Thật sự đã là người cận sự nam hay người cận sự nữ, cư sĩ nam cư sĩ nữ đã sống trong giáo pháp của Thế Tôn rồi thì quý thầy hay quý sư hoàn toàn không có sự phân biệt, quý vị không có phân biệt. Nếu quý vị đến chùa với cái sự tín tâm, với chánh kiến, đúng không, với cái sự tín tâm ở đó, quý vị hết lòng phụng sự Tam Bảo, phụng sự hộ trì cho Tam Bảo, đúng không, hộ trì cho quý sư, quý thầy, quý sư cô. Đó. Thì cái điều đó ai cũng quý cho, chứ mình đừng đừng nghĩ, mình đừng nghĩ là mình có cái sự ái ngại về cái tiếp xúc với quý thầy hay quý sư, rồi mình đâm ra mình thấy là các bạn nam gần gũi quý sư dễ hơn, rồi mình nói là thường quý sư quý thầy hoan hỷ hơn, cái đó không đúng, đó. Nó hoàn toàn sư không đúng. Đó. Cho nên là sư sư muốn là nhấn mạnh vế này để mình, để cái vị này nè, cái vị nữ nè hỏi câu hỏi này nè, và những cái vị cư sĩ nữ khác nữa, mình cởi mở hơn để mình hiểu rõ hơn, hay không, chứ nếu mà nói vấn đề hàng khoan hỷ hơn thì không, không đúng, cái đó hoàn toàn không hoàn toàn như vậy đó. À, và cũng xin kết thúc cho phần trả lời này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.